Trên con đường cao tốc ít người qua lại, bác sĩ Hector ngây người ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm vào một bức ảnh. Hai chú chó ở trong bức ảnh có đầu và đuôi bị dính liền với nhau, nhìn qua giống như chúng đã cùng lớn lên với nhau vậy, dáng vẻ vô cùng quỷ dị. Lúc này một chiếc xe tải dừng lại ở bên đường. Người tài xế mập vội vàng trốn vào sau lùm cỏ giải quyết nỗi buồn. Hector cầm theo súng bắn thuốc mê rồi lén lút đi theo. Tiếp đó một tiếng súng vang lên, bộ phim chính thức bắt đầu. Ống kính chuyển đến phía hai cô gái trẻ là Jenny và Lindsay, hai người từ Mỹ đến Đức du lịch, tiếp theo đó còn muốn đi đến Italia du ngoạn. Lindsay kích động khoe khoang với người bạn tốt ở đầu kia của điện thoại rằng hôm nay Jenny đã gặp được một anh phục vụ đẹp trai, đối phương còn mời bọn họ đến tham dự tiệc tối. Mắt thấy không còn nhiều thời gian nữa, Lindsay vội vàng cúp điện thoại, lái xe đưa Jenny đi đến nơi hẹn. Không ngờ hai người càng đi càng xa, cuối cùng lái xe vào một khu rừng tối tăm. Jenny chịu trách nhiệm xem bản đồ, xin lỗi nói mình đã đi nhầm đường. Khi hai người đang nói chuyện, chiếc xe đột nhiên vang lên một tiếng bụp. Lindsay cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhanh chóng dừng xe lại đi xuống xem xét. Quả nhiên, bánh xe không biết đã bị thứ gì đó đâm thủng rồi. Vốn dĩ bọn họ định cầu cứu với công ty cho thuê xe, nhưng đen đủi là ở nơi này không có tín hiệu. Không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Xem ra là sắp có một trận mưa lớn. Hai cô gái đều không biết thay lốp dự phòng, đợi rất lâu mới thấy được một chiếc xe hơi đi tới. Nhưng đáng tiếc, ông chủ lái xe không chỉ có vẻ ngoài gian xảo, những lời nói ra còn rất buồn nôn và hèn hạ. Tuy rằng hai người không hiểu ông ta đang nói cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được người này không có ý tốt. Hai người vội vàng kéo cửa sổ xe lên, thầm cầu khấn cho người này đi nhanh một chút. May mà người đàn ông kia tự thấy nhạt nhẽo nên đã nhanh chóng rời đi. Giữa núi sâu rừng già rất khó để đợi được một chiếc xe khác tới. Không còn cách nào, hai người chỉ đành xuống xe đi tìm người giúp. Vốn dĩ đã giao hẹn rằng nếu như trong vòng 10 phút không tìm được người giúp thì sẽ quay lại. Nhưng một giờ đồng hồ trôi qua, bọn họ vẫn còn đi lòng vòng ở chỗ cũ, lại một lần nữa lạc đường. Nhiệt độ ban đêm ở trong rừng xuống gần tới 0 độ, hai người bị lạnh càng lúc càng tức giận, nói qua nói lại cuối cùng cãi nhau một trận lớn. Jenny tức giận nói mình sẽ không đi thêm một bước nào nữa. Lindsay tức giận tự mình lao về phía trước. Đột nhiên cô nhìn thấy ở phía xa xa có một căn nhà lớn. Lúc này, trên trời dần dần chút xuống cơn mưa lớn, cô vội vàng gọi Jenny đến, cùng nhau chạy về phía căn nhà kia. Hai cô gái vội vã tìm một nơi nương thân, không hề chú ý đến trong vườn có một tấm bia mộ nhỏ, trên đó khắc dòng chữ ba chú chó dính liền thân yêu của ta. Hai người đứng ở bên ngoài gọi rất lâu mới có người mở cửa. Chủ nhân của căn nhà này chính là bác sĩ Hector ở phần đầu tiên. Hắn cảnh giác quét mắt nhìn hai cô gái đang run rẩy không ngừng. Câu đầu tiên hắn hỏi sau khi mở cửa chính là có còn người nào khác nữa không? Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, hắn mới cho hai người đi vào. Đợi hai cô gái đi vào nhà, Hector âm thầm khóa chặt hai ổ khóa trên cửa ra vào lại. Hắn đi theo hai cô gái vào trong phòng khách, trên mặt hiện lên nụ cười gian xảo. Sau khi biết được hai người đến từ nước Mỹ xa xôi, nụ cười kia lại càng sâu thêm. Lisa nhờ hắn giúp đỡ liên lạc với đội cứu hộ khẩn cấp. Không ngờ Hector lại đột nhiên hỏi một câu, hai người có quan hệ huyết thống không? Hai người giải thích rằng bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi. Hector ý tứ sâu xa nói một câu, quá tốt rồi. Sau đó hắn đứng dậy đi vào phòng bếp, chuẩn bị hai ly nước lọc bỏ thuốc mê, lại dùng tiếng Anh tự nói với mình mấy câu, giả vờ như là đang liên lạc với đội cứu hộ. Hai cô gái nghe thấy hắn đang gọi điện thì buông lỏng phòng bị. Sau khi Hector mang nước đến, hai người đều không chút nghi ngờ mà uống vào. Không ngờ Lindsay lại bất cẩn làm đổ ly nước, Hector đột nhiên nổi trận lôi đình, mượn cơ hội đi lấy đồ lau nhà. Hắn bước xuống căn hầm tối tăm, trên giường trói một người đàn ông có thân người to lớn, xem ra chính là người tài xế mập xuất hiện ở những cảnh đầu. Tài xế đã bị đánh thuốc mê, ngủ say vô cùng. Hector chuẩn bị một mũi thuốc mê lén lút giấu ở phía sau rồi quay về phòng khách. Lindsay cảm thấy hành vi của người đàn ông này có chút kỳ lạ, cô có hơi sợ hãi, dự định sẽ nhanh chóng quay lại khách sạn. Khi Hector lấy khăn quay lại, Lindsay bảo hắn giúp mình gọi xe quay về khách sạn, không ngờ Hector lại từ chối lời thỉnh cầu của cô. Ở một bên, thân thể của Jenny đột nhiên mềm nhũn nằm ở trên sofa, không ngừng nói mình cảm thấy rất mệt. Hector bình tĩnh thừa nhận rằng hắn đã bỏ thuốc mê vào nước, sau đó lại lấy ống tiêm chứa thuốc mê ra. Lindsay thấy vậy thì cố gắng kéo theo bạn tốt chạy trốn, nhưng cơ thể của cô cũng đã bắt đầu có phản ứng. Cô bò trên sàn, liều mạng trốn chạy nhưng cuối cùng vẫn bị Hector giữ chặt, không bao lâu sau thì ngất đi. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người ở dưới tầng hầm đồng thời tỉnh lại, bọn họ đều bị trói chặt tay chân ở trên giường bệnh, xung quanh để đầy máy móc y học chuyên nghiệp. Hector mặt không cảm xúc đi đến, hắn nói thân thể của tài xế không quá phù hợp. Sau đó hắn hoàn toàn không để ý đến lời gào thét của hai cô gái, tiêm cho tài xế một mũi thuốc chí mạng. Sau khi cho tài xế vào trong vườn, Hector lại không biết từ đâu trói về được một người đàn ông Nhật Bản. Đợi mọi thứ được chuẩn bị ổn thỏa, hắn mặc đồ phẫu thuật vào, giải thích quy trình cho ba người đang hoảng loạn. Trước khi nghỉ hưu, hắn là chuyên gia phẫu thuật tách rời các cặp song sinh dính liền hàng đầu thế giới. 6 tháng trước, hắn đột nhiên có một ý tưởng, bắt đầu nghiên cứu một loại phẫu thuật đi ngược lại với giới y học, cũng chính là nối liền đầu và đuôi của các cơ thể sống vào với nhau, tạo ra một loại sinh vật xinh đẹp dính liền từ ba cơ thể. Hector từng thí nghiệm lên trên ba chú chó cưng của mình, đáng tiếc là hắn đã thất bại. Hiện tại, hắn chuẩn bị trực tiếp thí nghiệm lên trên cơ thể con người. Đầu tiên, ba người sẽ bị cắt bỏ dây chằng đầu gối, không thể đứng thẳng được nữa.
Sau đó Heather sẽ nối liền thân thể của ba người lại với nhau thành một hàng dọc, loại bỏ răng cửa của hai người phía sau, tiếp đó nối liền miệng và hậu môn của người phía trước. Sau khi hệ thống tiêu hóa của ba người được nối liền, đợi người đứng đầu tiên tiêu hóa xong thì sẽ thông qua thân thể của hai người còn lại. Cuối cùng người ở phần đuôi sẽ chịu trách nhiệm bài tiết ra bên ngoài. Trước khi tiến hành phẫu thuật, Heather tiến hành gây mê cho người đàn ông Nhật Bản có thân hình cường tráng trước. Nhân lúc hắn đang gây mê cho Jenny, Lindsay lấy nút cắn đứt dây chói. Mũi kim cũng không kịp rút ra đã vội vàng nhảy xuống giường, chạy trốn khỏi tầng hầm, nhưng cửa ra vào đã bị khóa chặt. Cô trốn vào trong phòng ngủ, nhanh chóng khóa chặt cửa lại. Heather ở bên ngoài đột nhiên không lên tiếng nữa. Lindsay dự định trốn đi từ ban công, không ngờ Heather đã cầm theo súng bắn thuốc mê đứng đợi ở bên ngoài cửa sổ. Lindsay hoảng hốt quay người mở cửa nhưng lại vô tình rơi vào trong hồ bơi. Vì để trừng phạt Lindsay không chịu ngoan ngoãn đợi gây mê, Heather quyết định sẽ ghép cô vào vị trí chính giữa, chịu đựng nỗi đau ở cả phần miệng và hậu môn. Lindsay trốn ở dưới không dám ngoi lên, Heather chỉ đành đóng nắp lại để ép cô xuất hiện. Không ngờ trong phòng đột nhiên mất điện, nhân lúc hắn đi kiểm tra lại nguồn điện, Lindsay lén lút bỏ ra khỏi hồ bơi, lẻn xuống tầng hầm cởi trói cho Jenny. Thân thể bị gây mê của Jenny vô cùng nặng nề. Lindsay dùng hết chút sức mạnh đuổi ruồi để kéo Jenny vào phòng ngủ, khó khăn lắm mới xuyên qua được ban công, tiến vào trong vườn. Sau lưng lại đột nhiên vang lên một tiếng súng giảm thanh. Không lâu sau, Lindsay cũng hôn mê. Tiếp theo đó là cuộc phẫu thuật chính thức. Ba người không hề nhúc nhích nằm bên trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ Heather rút răng cửa của Lindsay ra, sau đó lại cắt bỏ da thịt ở phần thân dưới của cô. Quá trình phẫu thuật cực kỳ phức tạp. Vài ngày sau, cuối cùng ba người cũng đã được nối thành một cơ thể. Người đàn ông Nhật Bản may mắn được trở thành đầu của con rết người. Heather đánh thức mấy người đang hôn mê, bọn họ liên tiếp tỉnh dậy, xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Phẫu thuật rốt cuộc cũng thành công rồi. Heather nhìn kiệt tác ở trước mắt, hưng phấn hét lên thành tiếng, lại dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này. Trong những ngày tiếp theo, Heather đối xử với bọn họ giống như là thú cưng. Buổi tối ba người bị nhốt ở trong lồng. Buổi sáng hắn làm như đang huấn luyện chó nhỏ, bảo người đàn ông Nhật Bản ngậm chặt lấy tờ báo. Khi ăn cơm, hắn bỏ đồ ăn vào trong khay đựng cơm của chó. Người đàn ông Nhật Bản không mang tất cả, ăn như hổ đói. Đến lúc bài tiết, anh ta mới nói xin lỗi Lindsay ở giữa. Khi Heather đang bơi trong hồ, người đàn ông Nhật Bản cắn đứt dây chói, ý đồ chạy trốn. Ba người đồng tâm hiệp lực bò về phía trước, khó khăn lắm mới bò đến được cửa ra vào. Heather lại không nhanh không chậm nổi lên khỏi hồ bơi, hung ác trừng phạt bọn họ. Khi kiểm tra thân thể, Heather phát hiện người đàn ông Nhật Bản có chút khó tiêu thì muốn cho anh ta dùng loại thuốc sổ có hiệu quả nhanh nhất. Tình hình của Jenny ở phía cuối lại không được lạc quan. Vết thương ở trên mặt của cô đã bắt đầu thối rữa, xem ra là không kiên trì được bao lâu nữa. Ngay khi Heather khó khăn lắm mới tìm được vật thay thế, hai người cảnh sát lại đột nhiên tìm đến cửa. Bọn họ đang điều tra vụ mất tích của các cô gái nước Mỹ. Có người tận mắt nhìn thấy có cô gái nước Mỹ từng xuất hiện ở nơi này. Nghe thấy lời này, Heather đột nhiên mất đi lý trí. Hắn lập tức kích động đập vỡ ly nước, sau đó giống như phát điên lên mắng nhiếc cảnh sát. Vốn dĩ cảnh sát cũng không quá chắc chắn hắn là hung thủ. Hiện tại nhìn thấy hắn kích động đến như vậy thì đột nhiên đổi sắc mặt. Heather thấy vậy thì nhanh chóng điều chỉnh thái độ, giải thích nói bản thân chỉ là làm việc quá sức nên tâm trạng mới không ổn định. Hắn mượn cớ đi xuống lầu lấy khăn lau để chuẩn bị một mũi thuốc gây mê loại nặng. Trước khi rời đi, hắn nói với ba người ở dưới tầng hầm, lần sau gặp lại, hắn sẽ loại bỏ Jenny rồi thay bằng hai người cảnh sát khỏe mạnh, biến bọn họ thành bốn người dính liền. Sau khi Heather lên tầng, cảnh sát hỏi hắn rằng có thể xem qua tầng hầm được không. Heather hỏi ngược lại bọn họ có lệnh khám xét hay không. Trong lúc nói chuyện, chiếc khăn lông ở trong tay hắn đột nhiên rơi xuống, để lộ ra kim tiêm chứa thuốc mê ở bên trong. Cảnh sát nhặt ống tiêm lên, hỏi hắn đây là gì. Heather đảo mắt một vòng, nói đó là insulin. Lại nói dối là hắn bị bệnh tiểu đường. Không có cách nào, cảnh sát chỉ đành quay về chuẩn bị lệnh khám xét. Bọn họ đảm bảo trong vòng 20 phút sẽ quay trở lại. Heather bình tĩnh tiễn hai người ra về, sau đó vội vàng chạy xuống tầng hầm kiểm tra thú cưng. Ba người ở trong phòng phẫu thuật đã không thấy đâu nữa. Trong lúc Heather quay người tìm kiếm, người đàn ông Nhật Bản đột nhiên xuất hiện cùng với con dao phẫu thuật ở trên tay, đâm bị thương đầu gối của hắn. Sau khi Heather ngã xuống sàn, người đàn ông Nhật Bản cắn một miếng thịt của Heather để báo thù, tiếp đó lại vội vàng dẫn hai cô gái chạy trốn. Ba người cùng hô khẩu lệnh, nhịp nhàng tiến lên trước, nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị cầu thang cản trở. Người đàn ông Nhật Bản chịu đựng sức nặng của cơ thể, cắn chặt răng bò lên trên. Hai cô gái mặc dù đã cố gắng hết sức để leo lên, nhưng vết thương vẫn bị xé rách đến chảy máu. Bọn họ khó khăn lắm mới bò lên được cầu thang. Lindsay tỏ ý bảo người đàn ông Nhật Bản đi về phòng ngủ, nhưng mà ban công đã bị Heather sửa lại rồi. Khi người đàn ông Nhật Bản liều mạng cầm đèn ngủ đập vào cửa sổ, Heather cũng đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Đầu gối của hắn bị thương không thể đứng dậy được, cho nên cũng chỉ có thể kéo lên cơ thể bò về phía trước. Khi Heather ngậm theo con dao phẫu thuật chậm chậm tiến lại gần bọn họ, người đàn ông Nhật Bản cũng nhặt lấy mảnh thủy tinh chuẩn bị tấn công. Không đợi Heather ra tay, người đàn ông Nhật Bản này đột nhiên bật cười to. Anh ta hỏi Heather có phải là thần linh hay không. Trước khi bị bắt, anh ta là một đứa con trai đã đuổi bố mẹ mình đi, vốn dĩ cũng không định sẽ sống lâu. Hiện tại anh ta cảm thấy những đau khổ này chính là báo ứng của bản thân. Càng nói, tông giọng của anh ta càng cao lên. Cuối cùng anh ta dùng mảnh thủy tinh để cứa rách cổ của chính mình. Lúc này chuông cửa vang lên, là hai người cảnh sát đã đem theo lệnh khám xét quay lại. Heather hoảng hốt bỏ đến bên hồ bơi để trốn. Cảnh sát thấy không ai mở cửa thì trực tiếp xông vào. Hai người chia nhau ra hành động. Vừa rồi một trong hai người đã uống phải nước có bỏ thuốc mê, cho nên không đi được mấy bước đã bắt đầu nôn ọe.
Người còn lại đi về phía tầng hầm, nhìn thấy ba chiếc giường bệnh cùng với vết máu ở trên sàn. Lúc này, trên tầng vang lên tiếng súng. Trong lúc kinh ngạc, ông xông vào phòng ngủ, nhìn thấy con rết người với hình dạng ghê rợn ở trước mặt. Người đàn ông Nhật Bản bò ở trên đất, không còn hơi thở. Hai người phụ nữ kinh khủng cầu cứu với cảnh sát. Sau lưng lại vang lên một tiếng động lớn. Cảnh sát vội vàng quay người đi tìm đồng nghiệp. Khi ông chạy đến bên hồ bơi, đồng nghiệp đã ngã xuống dưới nước không còn động tĩnh. Hector ngồi ở góc tường phía đối diện, trực tiếp nổ hai phát súng vào cảnh sát già. Người cảnh sát đã từng trải qua hàng trăm cuộc chiến, chỉ nổ một phát súng đã bắn trúng mi tâm của hắn. Tiếp đó ông cũng ngã vào trong nước. Ba người cứ như vậy mà chết tại hồ bơi. Lindsay ở trong phòng ngủ nắm chặt lấy tay của Jenny, nhưng không lâu sau Jenny yếu ớt cũng không còn hơi thở, chỉ còn lại một mình Lindsay bị kẹt giữa hai cảnh sát, tuyệt vọng chờ đợi cái chết tìm đến. Bộ phim kết thúc tại đây. Là đầu tiên khi xem review phim kinh dị nhìn thấy bộ phim còn rết người này, e rằng cũng phải là mười mấy năm trước rồi. Cho đến nay, bộ phim này vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi và nhận vô số lời chê bai. Rất nhiều người còn dùng nó làm hình ảnh minh họa, nhưng dù là hình ảnh, review phim kinh dị cũng không dám xem lại. Nhưng bộ phim khẩu vị nào cùng thời kỳ đều là nỗi ám ảnh của review phim kinh dị. Không ngờ đến nay lại dùng phương thức review phim để gặp lại nó. Hình tượng con rết người này quả thật là quá mức biến thái và buồn nôn. Nếu như có thể được quay tốt hơn thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhưng mà bất kể là kịch bản hay là kỹ thuật diễn của diễn viên như thế nào, bộ phim đều có một chút ngượng ngùng. Không biết mọi người có muốn xem phần 2 nữa hay không? Nếu như muốn xem thì đừng quên để lại bình luận cho review phim kinh dị nhé. Video lần này đến đây là hết rồi. Review phim kinh dị hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé. Tạm biệt!